kẹt các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Vario 1/10 2009 nâng cấp phong cách bạch mã công tử cùng với cái dàn chân bạc triệu. Mặc dù không được phân phối chính hãng như những gì mà những chiếc Vario 1/10 2009 đã làm được ở Việt Nam là không hề phủ nhận được, với mức giá thành hợp lý kèm màn hình là cơ bắp khiến chiếc xe đang ôm trọn ở thị trường xe tay ga tầm trung ở đất Việt. Phần ghi đông bên phải được nâng cấp với loạt đồ chơi như cụm thắng Raymo AZ19 Costa giúp kiểm soát lực phanh tốt hơn. Cụm tăng tốc Dyno đi cùng dây ga giúp can thiệp hành trình dây ga để chiếc xe đề bài nhanh hơn so với cụm nguyên bản. Ứng dụng cái cụm tiếp em, việc tháo lắp cũng dễ dàng hơn. Bởi đặc thế của dòng ghi đông là Vario 2009 lợi dụng cái cụm công tắc rời, nên các người chủ tha hồ thay cụm mà không cần cắt khoét dàn áo quá nhiều như dòng xe khác. Bên cạnh còn thêm bao tay active kết hợp cùng với luồng chung CNC đen tô điểm bằng những chóp cố định cái màu titan. Nhìn xuống cái dàn chân trước, ta thấy ảnh về heo dầu Rainbow Bridge Nickel 2 bit đối xứng. Ngoại hình được làm bằng cái điệp nhôm là khá bóng và nó bọc. Chi tiết đĩa thắng vẫn được giữ nguyên theo đúng thiết kế từ nhãn xuất. Người chủ chỉ bố trí xung quanh cái ốc Rinam để làm cái điểm nhấn. Cái chiếc xe này được trang bị một cây buộc Holling chính hãng mình dầu rời, nằm ở trên cái phiên bản mới nhất dành cho những chiếc Vario, sử dụng có mức giá thành khoảng là 92 triệu đồng một cây. Theo như những tay chơi chia sẻ thì mẫu buộc này với những chi tiết khá lắp không cần phải chế cháo gì cả, chỉ có phần gầm xe là phải khoét rộng để không bị cà cứng. Lựa chọn cho mình một cái tông màu trắng sáng bóng để giúp chiếc xe trông đơn giản nó bọc khi xuất hiện ở trên phố. Sonic 1/10 vàng tươi cho cái mùa xuân thêm chút may mắn. Sủ trên mình một cái tông màu vàng vô cùng nó bọc kết hợp cùng với cái dàn chân màu bạc tương phản. Các chiếc Sonic độ dưới đây còn trở nên hấp dẫn hơn khi được trang bị hàng loạt phụ tùng đồ chơi đắt tiền và cực chất. Điển hình là cái phần chi đông. Khoác cho mình một cái màu áo vàng xinh tươi nhưng không quá chói lóa. Xen kẽ cùng với bộ tem có rất nhiều những món đồ chơi tranh giá như trên cái phần chi đông, cũng như cái dàn chân trên đẹp hơn. Ngoài cải thiện cái độ thẩm mỹ, với những món đồ chơi này còn có những phần hiệu năng phụ cũng rất đáng quan tâm. Trang bị cho mình cụm thắng Rainbow AZ tích hợp thêm cái bình dầu AMCC mini nhỏ gọn, làm cái ổ chứa dầu phụ cho cái bộ cụm tay. Cấu tạo đặc biệt này có ốc gió trên cái thân giúp người chủ canh dầu nhanh hơn so với những cụm xin khác. Sử dụng một cái đoạn kẽm titan siêu cứng để cố định bình dầu vừa thẩm mỹ mà còn chống rung lắc khi xe vận hành. Thu nhỏ diện tích cái cụm công tắc Dyno on up để có cái vị trí gắn cái cụm tăng tốc cùng với hiệu, kết hợp cùng hai ống ga CNC kẹp trên dưới cái bộ cụm tay nhìn cũng là mắt. Bộ cụm này cho khả năng rút ngắn hành trình dây ga để chiếc xe tự bài nhanh hơn so với cụm nguyên bản theo xe. Để tương xứng hơn với bên tay thắng thì bên tay con, người chủ đã hướng tới ứng dụng là CCB có mức giá thành khoảng là 7 triệu đồng, gần như mắc hơn cả cái tay thắng. Trên cụm có một cái đoạn gạt nhỏ để người chủ tăng con bằng tay cũng rất tiện lợi sao phải ngồi xuống canh chỉnh ở bên dưới cái ốc nồi. Ngoài ra còn thêm một cái cụm công tắc bao tay hiệu của Dyno để làm sang trọng hơn cho cái phần kỳ đông. Cái phần bánh trước ứng dụng cho mình heo dầu Rainbow Racing 1 bit siêu nhỏ. Cái dòng của KTM Minh Đại logo đỏ làm cái điểm nhấn. Cái điểm lạ của mẫu heo này là kích thước hơi nhỏ so với bất kỳ cái dòng Rainbow 1 bit nào mà ta thấy. Song song với đó là vị trí ốc gió và ốc dầu nằm chung với nhau nhìn cũng rất gọn gàng. Và đây là góc ảnh về heo dầu sao tưởng chừng như không còn lạ lắm và không ai nhớ đến, chính là heo dầu Delta đi cùng với cái phát CNC được Firework Rainbow. Mẫu heo này hiện nay là khá hiếm thấy, thường sẽ thấy có combo đi theo những gì mà ai đang mua mâm Delta. Em ấy đang khoe dáng cùng với người bạn Presto. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên nhớ like, subscribe.